Tại sao các bạn là phải bỏ tiền ra để mua một cái bình có dung tích là 180ml như này để làm gì? Để tạo bọt các bạn nha. Cái bình này có công dụng là tạo bọt này. Tạo bọt thì có tạo bọt xà phòng này, tạo hoặc là tạo bọt thuốc uốn số 2, bên mình là chuyên phụ liệu tóc. Cho nên bán cái sản phẩm này cho các bạn sử dụng trong cái việc là tạo bọt cho cái thuốc uốn dập định hình số 2 anh chị em mình nhé. Và mình thử cho anh chị em mình này. Các bạn nhá, cái bình này này là nó mình không mở ra cũng không ấn nhá. Tức là mình chỉ khi mà đổ thuốc uốn vào đây thì mình chỉ cần kéo cái nắp này lên một xíu này. Các bạn nhìn thấy khoảng cách chưa? Đấy, chỉ cần kéo lên. Và lúc sử dụng các bạn không làm gì cả ngoài cái việc bóp cái này. Các bạn thấy chưa? Bóp này. Các bạn chỉ cần bóp thôi nhá. Đấy. Bóp bình là nó ra bọt. À, tất nhiên là trong này là có hóa chất nhá, có kể là có thuốc uốn này, xà phòng hoặc là bất cứ một cái gì đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Tạo bọt rất là dễ dàng. Anh chị em mình nhá, tạo bọt rất là dễ dàng thôi. Nên là anh chị em mình hãy sắm cho mình một cái bình này để vào thuốc uốn số 2. Hoặc là để có những cái loại xà phòng ấy, có những loại bọt xà phòng mà không tạo được nhiều bọt, các bạn để vào đây các bạn chỉ cần bóp bỏ vào và bóp thôi. Đấy. Anh chị em mình nhá, đấy nhá. Đây là cái con bình tạo bọt gọi là siêu chất lượng luôn. Đấy. Nên anh chị em mình vui lòng. Em là bên em là chuyên phụ liệu tóc nên là có đầy đủ đồ làm tóc, đồ chơi anh chị em mình. Cần sản phẩm nào anh chị em mình vui lòng để lại comment cho bên shop em nha. Và hãy sắm cho mình một cái bình thuốc uốn số 2 như này. Ấy nha anh chị em mình nha. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Ủng hộ bên em tất cả phụ liệu tóc cho anh chị em mình nhé. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều ạ.